và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa công đoàn, lễ vọng phục sinh năm nay tôi có nhiều cảm xúc. Bởi trước đó tôi chứng kiến trên YouTube một nấm mồ chôn tập thể rất đông người tại New York, Mỹ. Cứ thỉnh thoảng thì các nhà nghiên cứu sử học lại khám phá một mồ chôn tập thể như ở Campuchia. Và lúc đấy người ta phát hiện đó là những xác chết của các nạn nhân bị nạn diệt chủng Pol Pot. Và rồi đây lịch sử sẽ có lúc người ta cũng sẽ đào bới ở đảo Ha tại bang New York, Mỹ. Và người ta cũng sẽ nhớ lại những xác chết đó. Đó là những nạn nhân của đại dịch Vũ Hán. Và chắc một điều, khi người ta khai quật một ngôi mộ, một lăng tẩm, thì người ta đều nhìn thấy trong đó có khi xác một người đã chết. Nếu có tẩm ướp rất khéo thì đấy cũng chỉ là một cái xác vô hồn, khô đét. Câu chuyện lời Chúa hôm nay muốn gợi ý với cộng đoàn trình thuật ngôi mộ trống mà chúng ta vừa nghe. Ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena cùng với một bà khác, Maria, ra viếng mộ mà không thấy xác Chúa đâu. Trước những lính canh mộ cẩn thận, trước những hoang mang của chính mình vì các bà muốn đi tìm một xác chết, xác của thầy mình. Và vì câu chuyện đấy xảy ra quá mới mẻ, vì chỉ mới xảy ra đến ngày thứ ba. Và không chỉ có một ngôi mộ trống mà còn có những lời nói: "Đừng sợ, đấng bị đóng đinh không có ở đây, người đã trỗi dậy như lời người đã nói." Đó chính là tin mừng phục sinh. Đó là niềm hy vọng lấp đầy khát vọng sự sống của con người. Tôi nhớ một chị ở tuổi khoảng 60, khi mà đối diện với cái chết, chị chia sẻ lại chính niềm tin vào Đức Kitô phục sinh làm cho mình bình an trở lại khi phải đối diện với cái chết. Rồi tôi cũng nhớ lại lời chia sẻ của nghệ sĩ
Vũ Thành Vinh, khi anh cận kề với cái chết, anh bảo rất tội nghiệp cho những ai khi đối diện với cái chết mà không có một điểm tựa. Người Công giáo rất hạnh phúc vì với niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, cho nên khi phải đối diện với cái chết, lúc mà tưởng chừng như cái chết cướp đi tất cả, thì lúc đấy họ vẫn có thể bình an khi họ có được một niềm xác tín, thân xác con người ta sẽ được sống lại và chính họ sẽ biến đổi cuộc đời để có thể sống sự sống phục sinh mà Đức Kitô mang lại. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, bước vào một căn phòng mà không có một ánh sáng lọt vào, thì dù đó là ban ngày nhưng người ta cũng vẫn tưởng đấy là ban đêm. Bước vào một ngôi mộ đã lấp cửa mồ mà không ánh sáng thì người ta có thể đối diện với bóng tối của sự chết. Đức Giêsu đã nằm vào trong một ngôi mộ còn mới. Ngài đã đi đến sự chết chóc trong thân phận con người, nhưng Ngài đã mở toang cánh cửa mồ và bóng tối phải nhường chỗ cho ánh sáng. Đó là ánh sáng của sự phục sinh. Phục vụ tối nay đều tập trung vào cây nến phục sinh, tượng trưng cho Đức Kitô. Cho nên dù cử hành một mình với cha cố, một hai người trong ban thường vụ tham dự, nhưng tôi muốn vẫn muốn cử hành một cách đầy đủ. Tôi muốn khởi đầu từ một bóng tối bao trùm, nhà thờ không người cho nên vắng lặng, đầy ấn tượng. Rồi ánh lửa phục sinh được thắp lên, dẫu chỉ có một vài người trong cộng đoàn nhưng cũng lan tỏa, và đặc biệt khi điện đèn được sáng trưng trên nhan cung thánh với lời công bố mừng vui lên mọi muôn lớp cơ binh trên trời, mừng vui lên mẹ hội thánh vui lên, vì ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã đến và mang lại cho con người sự sống. Ánh sáng phục sinh, rồi bên kia là giếng nước rửa tội, làm cho tôi cũng nhớ lại bí tích rửa tội. Dù chỉ là một nghi thức diễn nghĩa, nhưng tôi vẫn cứ ấn tượng. Ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi một dư tòng, dù còn được bế ngửa trên lòng bàn tay mẹ, hay là một người lớn được trao tận tay một cây nến được thắp từ nến phục sinh, để kể từ ngày ấy họ được mời gọi để bước đi theo ánh sáng của Đức Kitô và gìn giữ ánh sáng đấy cho đến suốt cuộc đời, đến lúc ra nghênh đón Chúa. Nghĩa là đến lúc chết, cây nến ấy còn được thắp sáng, được đặt ở trước chiếc quan tài. Lại cũng trong đại dịch Covid, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều quan tài. Trên những chiếc quan tài đấy có cây thánh giá, và tôi bắt đầu cứ tự mình suy tư, cây thánh giá ấy phải chăng bên trong chiếc quan tài là một người tín hữu, là một người Công giáo? Vậy tại sao lại không thấy ánh sáng nến phục sinh đâu? Dĩ nhiên cây nến hữu hình đó không quan trọng, bởi vì người ta đã phải kết thúc cuộc đời và bị chôn một cách rất mau lẹ vì vệ sinh. Nhưng tôi vẫn tự cho phép tôi suy nghĩ và tự vấn, không biết bên trong chiếc quan tài ấy, ánh sáng đức tin mà Đức Kitô đã thắp trong cuộc đời có còn sáng không, biết bên trong nấm mồ rất tối đen đấy có còn ánh sáng phục sinh dẫn đường. Rồi tôi cứ miên man suy nghĩ, không biết ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã thắp trong cuộc đời tôi lúc này còn cháy sáng, có bao giờ ánh sáng phục sinh ấy chỉ còn leo lét
không đủ sáng hay đã tắt lịm từ lúc nào. Tôi có quyền suy tư cho cuộc đời mình, tôi có thể tự chất vấn cuộc đời mình, tôi có thể tưởng tượng nơi những con người đang nằm bên trong chiếc quan tài ấy. Rồi cũng tự thiết nghĩ, bao lâu tôi còn tiếp tục ấp ủ và gìn giữ ánh sáng của Đức Kitô chính Ngài đã thắp lên trong cuộc đời tôi ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Nếu tôi còn gìn giữ cho sáng thì thiết tưởng ánh sáng ấy sẽ lan tỏa. Mấy phụ nữ đầu tiên khi được Đức Giêsu thắp sáng tin mừng phục sinh, các bà đã vội vã loan báo tin mừng ấy cho các môn đệ. Rồi từ đốm sáng nho nhỏ đó, các tông đồ đến mộ và các ông cũng nhìn thấy, và tin mừng phục sinh đã thấm trong suy tư của các ngài, để các ngài bắt đầu lên tiếng rao giảng. Và các ngài đã làm cho niềm hy vọng của con người cũng được bừng lên, được cháy lên bởi tin mừng phục sinh mà chính các ngài đã trải nghiệm. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma trước bài tin mừng, Ngài nhìn những người được ánh sáng phục sinh soi chiếu là những con người đã dìm mình trong giếng nước rửa tội, để họ không còn sống trong tình trạng cũ kỹ, không còn sống trong tình trạng tội lỗi, không thể làm nô lệ cho tội lỗi mà bước đi với một con người mới. Ước gì dầu thánh lễ hôm nay cộng đoàn có thể đang tham dự trong ngôi nhà của mình chứ không phải tại nhà thờ này, nhưng ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng phục sinh của Ngài vẫn thắp sáng, vẫn hâm nóng, vẫn làm cho chúng ta tỏa sáng, để rồi chúng ta một khi đã dìm mình trong giếng nước rửa tội, đã sống với một con người mới, chúng ta cũng được chia sẻ sự phục sinh như người. Đó là những gì xin được gợi ý, được gửi đến với cộng đoàn, dù chúng ta không có mặt trong thánh lễ tại nhà thờ hôm nay. Amen.